Thanh Tú mến chào tất cả quý vị khán giả của iZshop và kính thưa quý vị, rất là vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả của iZshop ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình này, Đặt Tâm Lý là một người đàn ông hoàn toàn thấu hiểu những nỗi khổ tâm của các cánh mày râu trong thời buổi hiện đại. Và chắc chắn rồi ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều điều chia sẻ với nhau. Và kính thưa quý vị, có thể nói là đối với những ai có sở thích để râu thì chắc chắn quý vị chúng ta cũng sẽ cần ngay một cái giải pháp để làm sao chúng ta cắt tỉa và chăm sóc bộ râu của mình một cách dễ dàng và thuận tiện nhất quý vị nha. Còn đối với những ai có một cái thói quen đó chính là mỗi sáng thức dậy chúng ta cạo râu để đi làm nè, hay là chúng ta cạo râu để làm sao cho mình tươi trẻ hơn, và thậm chí là đôi khi trong những dịp đặc biệt thì chắc chắn là chúng ta cần phải cạo râu, đúng không nào? Và quý vị đã có một số lần và thấu hiểu được những tình trạng của tất cả quý vị thường xuyên gặp trong quá trình mà chúng ta xử lý những cái sợi râu của mình, đó chính là chúng ta sử dụng dao cạo thông thường kèm theo đó là kem cạo nè, sẽ xảy ra một cái tình trạng đó chính là chúng ta sẽ bị trầy xước trên cái bề mặt da của chúng ta, gây nên một cái cảm giác vô cùng khó chịu mỗi khi mà chúng ta cạo râu, đúng không nào? Và thêm vào đó nữa, một sự bất tiện là chúng ta phải thay đổi dao cạo râu hàng tuần, hàng tháng quý vị nha, rất là tốn kém và rất là bất tiện. Tuy nhiên, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một giải pháp dành cho tất cả quý vị, đó chính là chúng ta chăm sóc bộ râu của mình một cách dễ dàng hơn, và đặc biệt hơn là trong quá trình cạo râu sẽ không còn bất kỳ một cái cảm giác khó chịu nào bởi cái tình trạng trầy xước da khi mà chúng ta cạo râu nữa quý vị ạ. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị sản phẩm ngày hôm nay, đó chính là máy cạo râu đến từ thương hiệu Plyco quý vị nha. Và thưa quý vị, với máy cạo râu đến từ thương hiệu Plyco ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu cho tất cả quý vị trên iZshop thì chắc chắn tất cả các cánh mày râu của chúng ta sẽ có ngay một cái giải pháp vô cùng hữu hiệu để có thể làm sao chăm sóc bộ râu của mình cũng như chăm sóc làn da ở ngay cái vùng mà chúng ta thường xuyên xử lý cái những sợi râu của mình một cách nhẵn mình, một cách dễ dàng, và đặc biệt hơn là tạo nên một cái cảm giác vô cùng dễ chịu quý vị nha, và rất là an toàn cho người sử dụng luôn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay với chiếc máy dao cạo râu đến từ thương hiệu Plyco ngày hôm nay, chúng tôi đang giới thiệu cho tất cả quý vị có một mức giá cực kỳ ưu đãi, đó chính là 499.000 đồng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giảm trực tiếp cho quý vị 100.000 đồng, còn lại là 399.000 đồng mà thôi. Và kính thưa quý vị, sản phẩm này sẽ là một trong những giải pháp vô cùng hữu hiệu, tuy nhiên mức giá của nó thì cực kỳ ưu đãi. Và bên cạnh đó, ngày hôm nay trong chương trình phát sóng này, quý vị đặt hàng thành công thì quý vị sẽ được nhận ngay một bộ phận quà tặng vô cùng là hấp dẫn và cực kỳ có giá trị quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm sang bộ phận quà tặng mà quý vị sẽ được nhận ngay trong chương trình ngày hôm nay là gì quý vị ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có ngay đó chính là một chiếc ví da. Thưa quý vị, một chiếc ví da rất là đẹp luôn, giúp cho các cánh mày râu của chúng ta có thể dễ dàng cất giữ những cái vật dụng cần thiết nè. Ví dụ như là giấy tờ, giấy chứng minh nhân dân, thẻ ATM hay là những cái giấy tờ cần thiết, ví dụ như bằng lái xe chẳng hạn. Thêm vào đó nữa, chúng ta có thêm đó chính là một chiếc dây nịt quý vị nha. Một chiếc dây nịt được làm bằng da cao cấp luôn quý vị ạ. Hãy nhanh tay gọi điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại đó chính là 0283896 9898 quý vị nha. Các tổng đại viên của chúng tôi đang sẵn sàng tiếp nhận những đơn đặt hàng từ phía tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành. Hãy nhanh tay lên quý vị ơi. Máy dao cạo râu Plyco, 3 cụm dao độc lập điều chỉnh 360 độ, cạo sạch từng góc cạnh trên mọi kiểu khuôn mặt, dao cạo sắc bén an toàn khi sử dụng, liên tục từ 6 đến 12 tháng, không cần phải thay thế, tích hợp dao cạo tóc mai, tỉa râu ria vô cùng tiện dụng, pin sạc tiện dụng liên tục 60 phút. Máy dao cạo râu Plyco, tiêu chuẩn châu Âu cho phái mạnh, thực sự tự tin và đầy quyến rũ. Máy dao cạo râu Plyco giá thị trường 499.000 đồng, giảm ngay 100.000 đồng, còn lại 399.000 đồng. Quà tặng ngày hôm nay thì cực kỳ ưu đãi, tặng kèm một bộ ví da dây nịt thời trang cao cấp. Sản phẩm ngày hôm nay thì vô cùng là tinh tế, sản phẩm hỗ trợ thiết thực cho phái mạnh. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì đang phát sóng chương trình thì có một số quý vị khán giả cũng đã gọi điện thoại cho chúng tôi và có rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc, và chắc chắn là trong chương trình ngày hôm nay Thanh Tú sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của tất cả quý vị. Và điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị trong ngày hôm nay đó chính là chiếc máy dao cạo râu đến từ thương hiệu Plyco của chúng ta có điều gì đặc biệt quý vị nha. Như tất cả quý vị chúng ta nhìn thấy đó trên tay Thanh Tú, đó chính là một chiếc máy dao cạo râu đến từ thương hiệu Plyco. Thì tất cả quý vị thấy không ạ? Với cái phần tay cầm được ôm sát, ôm trọn vào lòng bàn tay như thế này, rất là chắc chắn, rất là thuận tiện để chúng ta có thể dễ dàng cạo râu quý vị nha. Rồi, tất cả quý vị thấy không ạ? Ở phần thân máy của chúng ta thì có một cái nút on off. Chỉ việc đơn giản là chúng ta đẩy cái nút on này lên. Đó, on off này lên. Đây, tất cả quý vị thấy không ạ? Đó là chúng ta đã khởi động được máy rồi. Chỉ việc đơn giản là chúng ta kéo cái nút này xuống là chúng ta có thể tắt máy quý vị nha. Rồi, thêm vào đó nữa là ở phía sau của chúng ta thì tất cả quý vị thấy không ạ? Có một cái
phần tông đơn. Cái phần tông đơn này thì tổng phần tông đơn đa năng theo kiểu dạng nắp gập, được thiết kế nắp gập nha quý vị nha. Chỉ việc đơn giản là chúng ta đẩy nhẹ lên như thế này thì chúng ta có thể mở được cái tông đơn này lên rồi. Và cái tông đơn này sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có thể cắt tỉa. Ví dụ như là đối với những quý ông nào có cái phần râu quai nón hay là những cái phần ria mép mà chúng ta cần phải cắt tỉa hàng ngày, hàng tuần đó quý vị, thì chúng ta có thể sử dụng cái tông đơn này, cái tông đơn được thiết kế theo kiểu nắp gập như thế này. Tất cả quý vị có thể dễ dàng xử lý được những cái phần ria mép hay là cái phần râu quai nón quý vị nha. Rồi thêm vào đó nữa, một trong những điều rất là đặc biệt và quan trọng mà chúng tôi muốn được chia sẻ với tất cả quý vị, đó chính là cái phần lưỡi dao của chiếc máy dao cạo râu đến từ thương hiệu Plyco ngày hôm nay. Đó chính là lưỡi dao kép và được làm bằng chất liệu là hợp kim quý vị nha. Ở phía bên ngoài thì quý vị thấy không ạ, chúng ta có tổng cộng là 3 cụm lưỡi dao quý vị nha. 3 cụm lưỡi dao được bố trí theo cái hình tam giác như thế này. Và đặc biệt hơn đó chính là có thiết kế có độ đàn hồi như thế này, có thể xoay được 360 độ quý vị nha. Xoay được 360 độ luôn, giúp cho việc mà chúng ta xử lý những cái phần râu ở mọi cái khuôn mặt luôn, ở mọi cái góc ngách luôn nha quý vị nha. Đó, ví dụ như là ở dưới cằm nè, hay là ở trên phần ria mép của chúng ta nè, rồi thêm vào đó nữa là ôm sát vào cái phần da của chúng ta như thế này, giúp cho việc mà chúng ta xử lý cái phần râu ở phía bên trên bề mặt da được một cách triệt để và không gây ra cái tình trạng đó chính là trầy xước. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở phía bên ngoài của chiếc máy dao cạo râu của chúng ta được có một cái lớp lưới bảo vệ, cũng được làm bằng chất liệu là hợp kim quý vị nha, cho nên là rất là an toàn và dễ dàng khi mà chúng ta sử dụng. Đó, tất cả quý vị thấy không? Để việc đơn giản là bây giờ Tú sẽ đẩy cái nút on off này lên. Đó, Tú để vào trong cái phần râu ở phía dưới cằm. Đó, một cái cảm giác rất là dễ chịu nha quý vị. Đây, tất cả quý vị thấy không ạ? Không có bất kỳ một cái sự khó khăn nào khi mà Tú đưa cái phần máy dao cạo râu vào cái phần râu ở dưới cằm. Đây, mình di chuyển lên trên nha. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì phần lưỡi dao của chúng ta được làm bằng chất liệu là hợp kim, rất là an toàn cho người sử dụng nè. Thêm vào đó nữa là lưỡi dao kép quý vị nha. Còn cái phần động cơ của chúng ta thì được thiết kế cũng như được chế tạo với cái công suất rất là mạnh mẽ, giúp cho những cái lưỡi dao của chúng ta xử lý râu một cách rất là triệt để và dễ dàng quý vị ha. Đó, tất cả quý vị không ạ, thấy không ạ? Không có bất kỳ một cái sự trầy xước hay là một cái vết xước nào trên bề mặt da của Tú sau khi mà Tú sử dụng chiếc máy dao cạo râu đến từ thương hiệu Plyco quý vị nha. Rồi thêm vào đó nữa, để cho tất cả quý vị có một cái nhìn rõ nét hơn và tất cả quý vị có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm ngày hôm nay, thì tiếp theo Thanh Tú xin được giới thiệu với tất cả quý vị, ở phần phía trên như thế này có một cái nút nhấn. Cái nút nhấn này giúp cho quý vị có thể dễ dàng lấy được cái phần lưới bảo vệ và phần lưỡi dao tách riêng biệt với cái phần động cơ ở phía bên dưới, đúng không nào? Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Đây, rất là đó, chúng ta thấy không ạ? Có một cái sự tương đồng. Bởi vì sao? Bởi vì được thiết kế theo kiểu hình tam giác như thế này đây. Chúng ta có thể dễ dàng tháo lắp nha quý vị. Sau khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta cũng có thể dễ dàng vệ sinh nha quý vị nha. Rồi, ở phía bên trong của chúng ta thì có như thế nào ạ? Ở phía bên trong thì tất cả quý vị thấy không ạ? Có một cái phần nắp đệm như thế này, giúp cố định cái phần lưỡi dao cũng như là cái phần lưới bảo vệ phía bên ngoài. Và ngay bây giờ thì Thanh Tú sẽ tiến hành lấy cái phần nắp đệm này ra. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Rất là dễ dàng tháo lắp, rất là dễ dàng vệ sinh khi mà chúng ta sử dụng quý vị nha. Rồi thêm vào đó nữa, để cho quý vị có thể nhìn rõ hơn và có cảm nhận sắc nét hơn về sản phẩm ngày hôm nay, thì Tú xin được lấy ra một cái phần lưỡi dao. Đây, tất cả quý vị thấy không ạ? Đó là lưỡi dao ở phía bên trong của chúng ta thì được làm bằng hợp kim, nhưng mà cái phần lưới ở phía bên ngoài đó quý vị cũng được làm bằng chất liệu hợp kim luôn, nhưng mà phần ở phía bên trong thì cũng được làm bằng cùng một chất liệu nha quý vị nha. Cho nên là cái phần lưỡi dao nó cũng sẽ được di chuyển một cách rất là sát vào trong cái phần mặt lưới phía bên trên, giúp cho việc mà chúng ta xử lý những cái sợi râu của chúng ta được diễn ra một cách nhanh chóng và dễ dàng. Và đặc biệt hơn đó quý vị, đó chính là cái phần chất liệu hợp kim này á thì sẽ được sử dụng kéo dài từ 6 đến 12 tháng, cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy rất là an tâm. Chúng ta không cần phải thay đổi bất kỳ một cái dao cạo râu nào trong gia đình của mình nữa khi mà chúng ta sở hữu sản phẩm ngày hôm nay. Sau khi mà Tú đã lấy ra rồi thì Tú rất là dễ dàng để có thể lắp lại với nha quý vị nha. Đó, bây giờ đây mình sẽ lắp một cái phần nắp đệm ở phía bên trên lên nè. Đây, tất cả quý vị thấy không ạ? Ở phía trong của mình thì có một cái chấu nhỏ như thế này đây nè. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Chỉ việc đơn giản là chúng ta dặn ngang một xíu thôi. Đó là chúng ta đã có thể cố định được cái phần dao, cái phần lưới bảo vệ và cái phần nắp đậy ở phía bên trên rồi. Chỉ việc đơn giản là mình nhấn cái nút này vào rồi mình lắp là theo chiều của nó là mình đã có thể dễ dàng cố định được cái phần nắp đậy của chiếc máy dao cạo râu của chúng ta rồi, đúng không nào? Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Rất là dễ dàng để có thể lắp vào.
Đó, đơn giản và dễ dàng nha quý vị nha. Và thưa quý vị, chỉ việc đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã có ngay một cái giải pháp để có thể chăm sóc được cái bộ râu của chúng ta một cách dễ dàng và nhanh chóng rồi. Rồi thưa quý vị, có thể nói là sau khi mà chúng ta đã cạo râu được rồi đó quý vị, thì việc mà chúng ta vệ sinh thì cũng rất là dễ dàng luôn. Chúng tôi sẽ tặng kèm cho quý vị những cái cây chổi vệ sinh nhỏ nhỏ như thế này đây à. Tất cả quý vị có thể quét ở phía bên trong. Đây, đó, rất là dễ dàng luôn. Đấy. Mình quét sạch ở phía bên trong ra nha quý vị. Dễ dàng vệ sinh cái phần lưỡi dao nè, dễ dàng vệ sinh những cái đầu motor của chúng ta luôn. Cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy thực sự rất là an tâm và rất là vệ sinh khi mà mỗi lần mà chúng ta cạo râu quý vị nha. Thoải mái, dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc máy dao cạo râu của chúng ta thì được tích hợp tới tận là 3 cái cụm dao kép như vậy, giúp cho việc cạo râu được diễn ra một cách nhanh chóng và dễ dàng nè. Quá trình mà chúng ta sử dụng thì cũng rất là thuận tiện luôn. Thêm vào đó nữa là chúng ta vệ sinh thì cũng rất là nhanh chóng luôn quý vị nha. Cho nên đây là một trong những cái giải pháp vô cùng hữu hiệu cho các cánh mày râu của chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe, chăm sóc bản thân của chúng ta một cách nhanh chóng và dễ dàng và tốt nhất nha quý vị nha. Chúng ta luôn luôn lúc nào xuất hiện thì cũng cảm thấy tự tin. Và thưa quý vị, ngày hôm nay với chiếc máy dao cạo râu đến từ thương hiệu Plyco, ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu cho tất cả quý vị có một mức giá cực kỳ ưu đãi, đó chính là 499.000 đồng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ giảm trực tiếp cho quý vị 100.000 đồng, còn lại là 399.000 đồng mà thôi. Và bên cạnh đó, ngày hôm nay trong chương trình phát sóng này, quý vị đặt hàng thành công thì quý vị sẽ được nhận ngay một bộ phận quà tặng vô cùng là hấp dẫn và cực kỳ có giá trị quý vị nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có ngay đó chính là một chiếc ví da. Thưa quý vị, một chiếc ví da rất là đẹp luôn, giúp cho các cánh mày râu của chúng ta có thể dễ dàng cất giữ những cái vật dụng cần thiết nè. Ví dụ như là giấy tờ, giấy chứng minh nhân dân, thẻ ATM hay là những cái giấy tờ cần thiết, ví dụ như bằng lái xe chẳng hạn. Thêm vào đó nữa, chúng ta có thêm đó chính là một chiếc dây nịt quý vị nha. Một chiếc dây nịt được làm bằng da cao cấp luôn quý vị ạ. Và kính thưa quý vị, đây là một chiếc máy dao cạo râu được sử dụng là pin sạc nha quý vị. Và pin sạc của chúng ta sau khi mà chúng ta sạc đầy rồi á, thì chiếc máy dao cạo râu này được sử dụng trong khoảng thời gian là 1 tiếng quý vị nha. 1 tiếng luôn, cho nên là chúng ta cảm thấy thật sự rất là an tâm. Bởi vì mỗi một lần cạo râu như vậy thì chúng ta cạo chưa đến mất khoảng thời gian là 3 đến 5 phút nữa. Tuy nhiên cái chiếc máy của chúng ta có thời gian sử dụng là 1 tiếng đồng hồ. Do vậy là chúng ta cảm thấy thật sự rất là an tâm. Bởi vì sao? Chúng ta không mất thời gian để có thể sạc pin. Và thưa quý vị, đây trên tay Thanh Tú đó chính là một chiếc dao cạo râu thông thường và quý vị vẫn thường hay sử dụng trong gia đình của mình. Và đối với các cánh mày râu thì đây không còn quá là xa lạ nữa đúng không nào? Và thưa quý vị, có thể nói là sử dụng những cái chiếc dao cạo râu như thế này thì sẽ có rất là nhiều những cái khuyết điểm. Ví dụ như chúng ta cần phải tốn ra một khoản chi phí và phải thay mới hàng tuần, hàng ngày. Bởi vì sao? Cái quá trình sử dụng nó rất là ngắn, tầm độ khoảng 1 tuần hay là một vài ngày nó đã trở nên lục đi rồi, nó không còn sắc bén nữa, nó bị rỉ sét và không an toàn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Còn đối với những chiếc dao cạo râu mới thì sao ạ? Nó sắc bén quá thì đôi khi chúng ta sử dụng đó sẽ xảy ra tình trạng đó chính là bị trầy xước cái phần da ở phía dưới cằm, đôi khi để lại những cái vết sẹo mà chúng ta cảm thấy mất tự tin khi mà chúng ta xuất hiện trước người đối diện nữa. Và để minh chứng cho sự khác biệt giữa việc mà chúng ta sử dụng một cái chiếc dao cạo râu thông thường và một chiếc máy dao cạo râu như thế nào thì ngay bây giờ xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi nha. Trên tay Thanh Tú hiện tại đó chính là một chiếc bong bóng. Chiếc bong bóng này thì tượng trưng cho cái lớp biểu bì cũng như là cái lớp da của chúng ta ở ngay những cái khu vực có râu, ví dụ như là cằm nè hay là phần ria mép ở phía bên trên. Và chắc chắn là những cái vùng da nhạy cảm như này rất là dễ bị kích ứng, dễ bị tác động khi mà chúng ta sử dụng những cái vật dụng, ví dụ như dao cạo râu thông thường quý vị nha. Và ngay bây giờ thì Tú sẽ sử dụng một chiếc dao cạo râu thông thường và cạo lên trên bề mặt của quả bóng để xem rằng có điều gì sẽ xảy ra và có điều gì khác biệt quý vị nha. Đây, đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Trong quá trình mà chúng ta sử dụng thì chắc chắn là sẽ xảy ra một cái tình trạng, đó chính là sẽ có rất là nhiều những cái sự trầy xước và đôi khi á, sẽ xảy ra những cái vết xước mà chúng ta vô tình. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Vô tình là trong quá trình mà chúng ta sử dụng đó quý vị, mà chúng ta vô tình trợt tay chẳng hạn như vậy thì cái lớp biểu bì trên da của chúng ta đã bị tổn thương và cái lớp da của chúng ta thì sẽ bị rỉ máu và đôi khi nó sẽ bị xước đi, thì trông cảm giác rất là rát và khó chịu quý vị ạ. Và đôi khi mà vô tình những cái loại mà dao cạo râu mà sắc bén hơn nữa thì sẽ có những cái vết sẹo và đôi khi những cái vết sẹo này nó sẽ không thể nào mà lành được. Bởi vì sao? Chúng ta cần một cái giải pháp thẩm mỹ tối cao hơn để có thể làm sao có thể xử lý được những cái vết sẹo khi mà chúng ta cạo râu để lại những cái vết tích như vậy quý vị nha. Còn đối với một cái máy dao cạo râu đến từ thương hiệu Plyco ngày hôm nay thì quý vị thấy sẽ có sự khác biệt như thế nào ạ? Đầu tiên là Tú sẽ khởi động lên nè. Và Tú còn vẫn dùng thêm một cái quả bóng nữa quý vị nha. Một cái quả bóng nữa và Tú sẽ rà lên trên bề mặt của quả bóng. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng luôn.
rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng quý vị nha. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Đó, không có bất kỳ một cái sự trầy xước hay bất kỳ một cái sự khó chịu nào khi mà chúng ta sử dụng quý vị nha. Bởi vì sao? Bề mặt của quả bóng thì rất là mỏng manh, cũng giống như cái lớp biểu bì của chúng ta như vậy. Và cũng giống như cái lớp biểu bì của chúng ta như vậy đó quý vị. Cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Bây giờ Tú nhấn mạnh vô luôn nha. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Đó, nhấn mạnh vô bên trong luôn nè. Đây, đè vô luôn nè. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Nhấn mạnh vô bên trong luôn nè. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy thật sự rất là an tâm nha quý vị nha. Với một cái quả bóng tròn, với những cái đường bo tròn như thế này thì tôi thấy là cái chiếc máy của chúng ta thì rà soát được một cách rất là triệt để từng cái khu vực một, kể cả những cái góc bo tròn như thế này đây. Đó, tất cả quý vị thấy không nào? Những cái góc bo tròn như thế này thì vẫn cảm giác rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái quý vị nhé. Và quả bóng của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn quý vị nha. Không có bất kỳ một cái sự gọi là sự phá vỡ quả bóng nào khi mà Tú sử dụng chiếc máy dao cạo râu đến từ thương hiệu Playco ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay với chiếc máy dao cạo râu đến từ thương hiệu Playco ngày hôm nay, chúng tôi đang giới thiệu cho tất cả quý vị có một mức giá cực kỳ ưu đãi, đó chính là 499.000 đồng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ giảm trực tiếp cho quý vị 100.000 đồng, còn lại là 399.000 đồng mà thôi. Và bên cạnh đó, ngày hôm nay trong chương trình phát sóng này, quý vị đặt hàng thành công thì quý vị sẽ được nhận ngay một bộ phận quà tặng vô cùng là hấp dẫn và cực kỳ có giá trị quý vị nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có ngay đó chính là một chiếc ví da. Thưa quý vị, một chiếc ví da rất là đẹp luôn, giúp cho các cánh mày râu của chúng ta có thể dễ dàng cất giữ những cái vật dụng cần thiết nè. Ví dụ như là giấy tờ, giấy chứng minh nhân dân, thẻ ATM hay là những cái giấy tờ cần thiết, ví dụ như bằng lái xe chẳng hạn. Thêm vào đó nữa, chúng ta có thêm đó chính là một chiếc dây nịt quý vị nha. Một chiếc dây nịt được làm bằng da cao cấp luôn quý vị ạ. Hãy nhanh tay gọi điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại đó chính là 028 3896 9898 quý vị nha. Các tổng đại viên của chúng tôi đang sẵn sàng tiếp nhận những đơn đặt hàng từ phía tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành. Hãy nhanh tay lên quý vị ơi. Máy dao cạo râu Playco, đầu dao cạo đa chức năng thiết kế thông minh, bề mặt dao cạo thiết kế nổi với chuyển động êm ái, dao cạo lập thể khối 3D thích ứng với kết cấu đường cầm của mỗi người, 27 lưỡi dao nhỏ vận hành theo cơ chế chuyển động vòng tròn, nhiều lưỡi dao liên tiếp tác động xử lý tận gốc bên trong của râu và trên bề mặt da. Ba đầu dao cạo có 3 tấm bảo hộ với thiết kế các lỗ nhỏ li ti, thân thiện và nhẹ nhàng, không làm tổn thương da. Máy dao cạo râu Playco giá thị trường 499.000 đồng, giảm ngay 100.000 đồng, còn lại 399.000 đồng. Quà tặng ngày hôm nay thì cực kỳ ưu đãi, tặng kèm một bộ ví da dây nịt thời trang cao cấp. Sản phẩm ngày hôm nay thì vô cùng là tinh tế, sản phẩm hỗ trợ thiết thực cho phái mạnh. Do vậy rằng quý vị ngay bây giờ vẫn còn cơ hội, chúng ta vẫn còn cơ hội gọi điện thoại cho chúng tôi ạ. Và thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thời lượng chương trình đã hết rồi. Và rất tiếc đối với những quý vị khách hàng nào chưa kịp gọi điện thoại cho chúng tôi để có thể đặt hàng ngay bây giờ, thì chúng ta vẫn có thể theo dõi trên AZShop trong khoảng thời gian sắp tới để có thể chọn lựa cho mình những sản phẩm phù hợp và quý vị cảm thấy yêu thích quý vị nha. Và kính thưa quý vị, nói đến đây thì cho phép Thanh Tú được thay cho tất cả những người thực hiện chương trình cảm ơn tất cả quý vị đã gọi điện thoại đặt hàng thành công trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí cho quý vị theo đúng yêu cầu của quý vị luôn. Và xin được chúc mừng quý vị đã nhận được ngay quà tặng vô cùng hấp dẫn của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Và xin được chúc cho các cánh mày râu sở hữu sản phẩm ngày hôm nay sẽ luôn có một vẻ bề ngoài rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn, tươi mới mỗi khi chúng ta xuất hiện. Và hãy nhớ kết hợp sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng ngày hôm nay để có một vẻ ngoài thật sự tinh tươm và chúng ta luôn luôn cảm thấy tự tin. Chúc quý vị luôn thành công và may mắn trong cuộc sống. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.